không chỉ đăng ký tham gia vào tuyến đầu chống dịch, mà ở mặt trận nào cũng có bóng dáng của những người con Phật. Tại hậu phương, các hoạt động cứu trợ từ thiện, những đợt thăm hỏi và trao quà tiếp sức chốt chặn phòng chống dịch liên tiếp diễn ra, ghi nhận tại Đồng Tháp. Hôm qua ngày 18 tháng 7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng các cơ quan, ban ngành đã đại diện cho chư tăng ni, Phật tử địa phương đến thăm tặng quà người dân và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành. Đoàn do Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dẫn đầu, chia nhóm đến tận 8 xã để hỗ trợ trực tiếp các chốt và người dân trong khu vực phong tỏa. Theo đó, hơn 1.100 phần quà đã được trao tặng, gồm nhu yếu phẩm với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Đây là sự góp sức của Ni sư Thích Nữ Như Lan, trụ trì chùa Hưng Thiền, huyện Cao Lãnh và tăng ni Phật tử trong huyện Châu Thành.